Chào các bác nhá. Em giới thiệu hai cái bàn là hơi nước của Panasonic, hàng nội địa Nhật Bản nhé. Đây, con này là cái con đẹp nhất này. Mặt inox các bác nhá. Đây này, mặt inox cực đẹp luôn. Đây, Panasonic. Trên đây là phím điện tử nhá. Con này thì nó có rất nhiều chức năng. Đấy. Ở đây là một cái lỗ phun nước này. Lau đã, này nó để nó hơi bụi này. Lỗ phun nước ở đây. Đấy, các bác ấn nút này này. Biểu tượng phun nước đằng trước này, đây này. Đấy, phun nước ướt này. Để làm ướt quần áo nhá. Đây là đổ nước vào đây này. Đổ nước vào đây. Đó. Đây là hộp đựng nước này. Các bác bóp cái nút này vào rồi lôi hộp đựng nước ra, đây này. Đấy. Rất là đẹp nhá. Lắp vào, ấn mạnh cái vào thôi. Cái nút này này, cần gạt này. Đấy. Là điều chỉnh hơi nước tự động. Gạt về là tắt này. Gạt về giữa là nhỏ này, gạt sang đây là mạnh này. Ngoài ra này có nút tăng áp ở đây. Hơi nước cực khỏe nha đây này. Đấy. Các bác thấy không? Nghe tiếng nó phì nước không? Này. Đấy. Khi mà là xong thì các bác lại đặt vào đây. Rồi nó lại tiếp điện lên. Ở đây nó có cái nút bấm này. Nút màu vàng là bấm này. Như thế này là chế độ chờ nhé, nó không nạp điện vào cái bàn là mức nhẹ này, trung bình này, mạnh này. Đấy, khi nó nháy như thế này nhá, là bàn là nó chưa nóng hết cỡ được. Khi nào mà nó đèn nó sáng nó đứng yên, đấy là bàn là đủ nhiệt rồi. Nó đứng yên như cái này nhá, nó đứng yên như cái trắng này. Đấy là bàn nhà đủ nhiệt. Con trắng này thì nó cũng giống như con kia. Nhưng mà nó không có cái chức năng là phun hơi nước ở đằng trước. Đó. Hơi nước rất nhiều. Con màu này gọi là màu gì nhỉ? Màu hồng hồng tím tím này. Công suất là 1400W nhá. Con này có 1400W này. Đều điện 100V. Con này giá 1.600.000 nhá. Con mặt inox này giá 1.600.000 này. Hơi nước cực khỏe. Còn đây con này này, cũng hơi nước cũng khỏe luôn nhá. Đó, các bác thấy hơi nước không? Phun. Đấy. Các chức năng thì cũng như con kia thôi. Nó chỉ thiếu một cái chức năng là phun hơi nước để tạo ẩm ở trên đây. Đó. Mặt cũng đẹp nhá. Đây này. Thì con trắng này là giá 1.200.000. Đấy, và con mặt inox này giá 1.600.000. Cả hai cái thì đều đầy đủ hộp nhá, nó cũng có hộp này. Đây là cái hộp của nó này.